Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong hai ngày 20 và 21 tháng 4, mưa đá và lốc xoáy đã gây thiệt hại tại các địa phương là thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc, huyện Đạ Oai, Đơn Dương và Bảo Lâm. Tại thành phố Đà Lạt, mưa đá và lốc xoáy xảy ra ở địa bàn phường 7, phường 8 và phường 11, làm tốc mái hai căn nhà và hư hại hàng chục hecta rau màu. Tại huyện Bảo Lâm, lốc xoáy làm tốc mái 10 căn nhà, trong đó có 5 hộ nghèo và cận nghèo. Ngoài ra, Bảo Lâm còn có 4 điểm trường bị thiệt hại với việc hư hỏng 4 phòng học và sập đổ bờ rào của nhà trường, với tổng thiệt hại ước tính khoảng nửa tỷ đồng. Huyện Đơn Dương có 69 căn nhà bị tốc mái, hơn 19 hecta nhà kính nhà lưới bị thiệt hại. Hầu hết các khu vực sản xuất nông nghiệp ở xã Ca Đơn và thị trấn Thành Mỹ đều bị ảnh hưởng bởi mưa đá và lốc xoáy, với tổng diện tích khoảng 300 hecta. Riêng tại huyện Đạ Oai, bị thiệt hại nặng nề nhất về nhà cửa, lốc xoáy đã làm tốc mái 160 căn nhà, trong đó có 79 căn nhà bị tốc mái hoàn toàn. Ngoài ra, huyện Đạ Oai còn có 4 điểm trường bị tốc mái, tổng thiệt hại ước tính gần 1,3 tỷ đồng. Các cơ quan chức năng và các địa phương trong tỉnh đang tiếp tục thống kê về thiệt hại vì diện tích sản xuất nông nghiệp do mưa đá và lốc xoáy gây ra trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình mưa đá và lốc xoáy đã gây thiệt hại tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Phan Công Ngôn, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng. Vâng, thưa ông, trước tình hình mưa đá và lốc xoáy gây thiệt hại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thì các cơ quan chức năng của tỉnh đã có những cái giải pháp gì và những cái hoạt động gì nhằm nắm bắt tình hình? Khi có thông tin dự báo khí tượng của Đài khí tượng thủy văn Lâm Đồng thì Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng đã ban hành các thông báo để cảnh báo cho các địa phương, các ban ngành về tình hình thời tiết nguy hiểm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Cái việc thông báo cho các địa phương cũng rất là kịp thời. Tuy nhiên, khi thiên tai xảy ra thì các lực lượng tìm kiếm cứu nạn cũng như là Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão của các địa phương đã rất là tích cực triển khai các phương án 4 tại chỗ để giúp dân thu hồi lại những cái vật liệu nhà cửa mà bị lốc xoáy. Các lực lượng và quân sự, dân quân du kích đã cùng phối hợp giúp dân để khắc phục những cái thiên tai đã xảy ra trên địa bàn của chính mình. Sau đó thì hệ thống chính trị đã cùng với là ủy ban dân các địa phương thì sẽ rà soát tổng hợp thống kê những cái thiệt hại do thiên tai gây ra và trình xét. Sáng hôm nay thì Trung tâm Khí tượng Thủy văn Lâm Đồng, Đài Khí tượng Thủy văn Lâm Đồng đã cũng có một cái thông tin tiếp theo về cũng cảnh báo thời tiết nguy hiểm cũng có thể tiếp tục xảy ra trong 48 đến 72 giờ sắp tới trên địa bàn tỉnh mình. Vâng, cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn.